rồi tiếp tục làm kha thứ hai này cả nhà. Giờ anh từ trường nhảy trước nha. Đó, anh em bên kia cũng sửa soạn giữa gương. Anh em đã chuẩn bị đáp xuống đất để tiếp tục bắt hải sản. Xin mời tất cả cô chú anh chị theo chân Linh cùng anh em thợ lặn. Ok, giờ đi tìm hải sản thôi. Đây sò chai, hai con đầu tiên trong ca lặn thứ hai nha cả nhà. Đây nữa nè, sò chai chỗ này cũng rất to lắm. Mánh ốc dâu nữa. Wow, hấp dẫn quá cả nhà. Thêm một con tụt mà. Đây cũng có hai con sò móng tay đang nổi mặt đất luôn. Đây, sò chai. Có một con sò mai sọc. Đây tiếp tục một con ốc dâu nhỏ nữa nha. Linh đang chỉ một con mặt nang bên đây, và một con kia nó đã chạy rồi. Con này cũng là con trống nha, một con mái nữa nè. Wow, rồi nó chạy vào cái nhà. Đây mình phát hiện lại một con mặt nang mini mái nữa nè. Thêm một con nữa nè. Wow, hai con. Đó, nằm một con mái, còn con trống, hai con nó nằm cặp nha cả nhà. Quá đã luôn. Sò mai sọc nữa nè. Đây mánh của con ốc dâu. Dâu điểm này cũng khá nhiều nha cả nhà. Nó điểm xếp nữa nè. Đây điểm xếp nữa. Điểm xếp ở đây thì cũng nhiều lắm cả nhà. Cũng rất là to luôn. Đó. Một con sò mai sọc tiếp. Đó thì sò điệp xếp thì thường nằm trong những dạng như thế này. Đó còn có mạch tục nữa này. Đây là dạng mú nha cả nhà. Đó, điệp thì thường nằm trong những con sò mai đá với những hòn dạng như thế này. Mình đang móc sò mai đá cái nha. Ngay chỗ này được ba con to luôn. Wow, hấp dẫn không? Đây có hai con sò mica. Tiếp tục là con bạch tuộc. Đây là con bạch tuộc cũng nhiều nha cả nhà. Đây này. Wow, con này cũng to. Đó, thì tụt nó nằm trong những cái vỏ sò mica như thế này đó cả nhà. Bánh tụt lên bắt mỏi tay luôn cả nhà, chặt cứng. À, cái tua nó bám rất cứng luôn nha. Móc lên một con sò mai sọc. Mình phát hiện con cá đuối ghim này cả nhà. Giờ Linh sẽ lấy cái móc để kiếm cái nỉ nó bể để cho không bị đâm cả nhà. Nó cái nỉ nó mà đâm vào thì rất là nhức luôn. Đó, Linh đang bể nè. Cá đuối ghim thì thường có hai cái nỉ nha cả nhà, nhưng có con cũng ba nỉ. Thì con này thì hai nỉ thôi, mà nãy giờ Linh bỉ nó bị chọt hoài à. Rồi Linh bỉ xong hai cái rồi này. Đây cái nỉ của nó nè, rất là nguy hiểm nha. Rồi giờ Linh sẽ bắt nó thôi.
Đây một con sò mai sọc nữa nè. Đó, con này to luôn nha. Một con mực nang mini. Con này con cái nha cả nhà. Lúc này thì ghe đã bỏ dây tim xuống, anh em thì cột quạt sò lên rồi lên sẽ lên trước nha cả nhà. Mình cũng không quên là để chà tay chà chân giảm áp để tránh cái tình trạng mà nhức tay nhức chân đó cả nhà. Lúc nào lên cũng bị cái giảm áp như thế này đó, là chà tay chà chân để cho cái máu nó lưu thông, nó không có nghẹn mạch máu lại, nó sẽ không có tạo ra cái nhức chân nhức tay nha cả nhà. Đây cả nhà, sau một ngày chín anh em, thành quả bội thu hôm nay nè cả nhà, được một xô ốc mỡ này, có còn ốc vằn cưa bông này, ốc đầy da chân kiển rất đẹp luôn cả nhà. Đó, rồi ốc dâu thì đựng 4 xô nhưng mà cộng lại khoảng 3 xô giữ nữa cả nhà, với lại 3 xô điệp này, điệp xếp rất là to luôn nè. Đó, ốc dâu một vỗ ốc giấy, còn bên này sò ngọt nè cả nhà, được 5 con sò ngọt. Có ốc tỏi à, với hai con mai giấy. Còn bên đây là mica được một bao dữ, sò chay được 3 bao, sò bánh tráng nửa bao, sò bánh tráng nửa bao này cả nhà. Còn bên này thì sò mai một bao. Đó, bội thu chín anh em nha. Giờ ghe cũng đang chạy sắp vào cửa rồi cả nhà. Đây Hồng Ba à. Nó cửa Bình Tây nha. Với lại hai xô mực. Đó, mực nang với bạch tuộc. Được hai xô. Xô đây nữa nè. Cả nhà. Ở bên kia anh Tư Trương đang làm cá. Ở đây cái nắp mú nè cả nhà. Gan luôn nha. Đây, gan này. Gan này gan cá nóc mú nè. Còn đây cá nóc nhím. Đó, anh Tư đang làm cá nóc nhím nữa. Còn bên đây cá mú nè. Còn cá đuối. Đây cá đuối ghim, cá lòng bồng. Cá lòng bồng còn gọi là cá môi ớt. Cá bò da. Cái này cá thuẫn nè. Thuẫn này nướng và mắm mì ăn là y bài luôn. Cá nức. Nức đây nấu cháo bằng nhân mát nha cả nhà. Đó cái gàng của con cá nóc nhím này. Cá nóc nhím này ăn ngon nhất là cái gàng cả nhà. Mấy anh em thay đồ khô hết rồi để sửa soạn chuẩn bị vào bờ. Hôm nay ghẹ lông được một xô nha cả nhà. Hôm nay ghẹ lông nhiều, ít có ghẹ mặt trăng với ghẹ sứa đâu nha. Đây ghẹ dĩ nè. Đó, một xô cua lông ở Linh gọi cua lông.
số à? Nhỏ chứ. Con này có gần nửa ký á. Đó không? Đó, tỉnh bắt địa so gớm không?